Lỗi cho em đây. Vâng vâng. Để xe ngô biển cái sát này. Rồi. Trên lòng đường đô thị trái quy định. Đúng rồi. Trên lòng đường đúng không? Trên lòng đường đúng không? Vâng vâng. Nhưng mà ở trên này là có biển cấm hay không ạ? Em cái này không biết nên là em biển em phải hỏi. Cấm ô tô. Cấm ô tô. Cấm ô tô và xe máy không cấm ạ. Vâng, nếu mà trong trong không được phép. Vâng, nhưng mà cái vạch này nó có ảnh hưởng gì đến lòng đường không ạ? Vạch trắng này. Vạch trắng nào? Vạch trắng ở mép đường này có ảnh hưởng gì không ạ? Cái gì? Không ảnh hưởng gì. Vâng, xe của cháu bị mất chìa khóa xe thì đang chờ người nhà để đưa chìa khóa xe ra thì vẫn bị đúng không ạ? Không, rồi, ok. Đồng Minh Trần, 15516. Vâng vâng ok, em có bảo gì đâu. Em đang hỏi lỗi của em. Đúng không ạ? Lỗi của em đấy, để xe dưới lòng đường. Lỗi của em để xe chỗ này nó gọi là gì anh ạ? Đây là lòng đường còn gì nữa? Lòng đường nhưng mà điện tại vị trí xe này nó là gì nhỉ? Cái gì ạ? Lòng đường. Lòng đường nhưng mà ý em bảo là đây là vùng của đường xe gì? Đây. Tức là đây là ví dụ đây là đường thuộc tuyến đường gì hay xe gì á thì em không biết, em hỏi đường đô thị đường bộ chứ không gì? Đường đô thị nó là chung chung rồi anh ạ. Cái đây em hỏi cái con đường mà em xem nó đang đậu này, nó là đường đô thị ý. Xe này đường đô thị là cả thành phố rồi đúng không ạ? Nguyễn Anh Tuấn này, em này còn hỏi tức là em không biết, tức là em nói em đang hỏi cái lỗi của xe em, của nó em nằm ở đâu mà em để xe ở dưới lòng đường mà em đi ra khỏi. Ô anh ơi, đã ai giải thích cho cháu đâu anh ạ? Của cháu là đúng dưới lòng đường nhưng mà ý bây giờ cháu hỏi nhá, cháu hỏi chú này. Chú nắm luật đúng không? Thế bây giờ cháu hỏi chú nhá, xe cháu đang nằm ở dưới lòng đường ở khu vực nào, con đường nào đấy, chứ còn nếu mà đô thị thì nó là cả một thành phố, chú có hiểu không ạ? Chú đeo khẩu trang đây. Vâng. Đây là đô thị. Vâng. Thế nhưng mà cháu đang muốn hỏi là cái khu vực mà cái con đường cháu vi phạm này thì nó là con đường gì? Đấy. Tức là cái địa điểm mà xe cháu đang bị vi phạm này này. Gầm cầu vượt đường Bưởi ạ? Hay là gầm cầu vượt gì ạ? Đường Võ Chí Công. Đường Võ Chí Công và tập trung đông người. À. Chú lại bảo tập trung đông người là chú trước khi chú nói câu đấy chú phải chuẩn nhá. Đâu ạ? Tập trung đông người ở đâu chú? Ở đây. Đâu chú cho cháu ấy đây. Chú ra quyết định phạt đi. Nhẹ nhàng gì chú? Cháu đang hỏi, cháu có bảo là cháu cãi, cháu không vi phạm đâu. Chú có nắm chắc luật không ạ? Bây giờ vi phạm thì người ta phải hỏi vị trí điểm vi phạm. Em sẽ ghi như đây là không có biển cấm và vi phạm để xe dưới lòng đường đúng không ạ? Em chưa được ghi cái đấy là không phải nhá. Không được, đây là không phải ghi quy định biển cấm nhá. Vâng. Thế vâng. Xe của em đây đang ở dưới gầm cầu vượt đường Bưởi đúng không ạ? Đây. Xe em bị hỏng xe đây. Chìa khóa xe không có, ủ ra. Đấy, nó bị rơi chìa khóa rồi. Nhưng mà em có công nhận là em để xe ở em có bảo là em để xe ở đây đúng không ạ? Nhưng mà như anh hỏi, anh cho em hỏi cái vạch này nó có tác dụng gì không ạ? Anh nói nghe em này, em để xe ở vị trí là bọn anh có hình ảnh mà, bọn anh có hình ảnh mà. Em đi ra khỏi khu vực để xe. Đúng rồi. Nhưng mà em nói với anh này, bọn anh có hình ảnh rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thế nên em hỏi anh là thế cái vạch trắng này ở dưới lòng đường nó có tác dụng gì không ạ? Cái vạch này nhá, vâng. Là nó phân chia giữa lòng đường với cả vỉa hè. Đúng rồi. Là 25 cm. Đúng rồi. Thế cái này người ta gọi là lòng đường đúng không ạ? Ừ. Thế còn cái này báo hiệu cho vỉa hè. Báo hiệu có vỉa hè. Vâng, thế xe cháu mà bị hỏng thì để hai bánh chạm vạch đấy thì có được coi là vi phạm không ạ? Em để trên thì không. Vâng, nhưng mà anh ơi, xe hỏng chỗ này nó không có điểm nâng lên anh ạ. Đấy. Vâng vâng. Đấy. Tôi nói cho em để xe này ở dưới lòng đúng ở dưới lòng đường không? Thôi. Thì bọn em là quay các anh bảo vi phạm thì em đồng ý. Em không cãi. Nhưng em sai ở đâu và em hỏi thì em không biết thì em phải hỏi đúng không anh? Ủa, anh đã giải thích cho em rồi. Vâng. Xe dưới lòng đường đô thị đúng không? Lòng đường đô thị đây là gầm cầu vượt đường Bưởi từ đường Võ Chí Công. Võ Chí Công đúng không? Bưởi. Đúng không? Bưởi Võ Chí Công. Ừ. Và con xe của em là nó cách lòng cách bờ đường này là 25 cm.
Đây. À vỉa hè, vỉa hè. Vỉa hè. Em đo 25 đâu. 25 cm. Đây, vâng. Vâng, vâng. Vâng. Thì là xe của em là có tình trạng là rơi chìa khóa xe. Và hiện tại xe em đang dựng ở đây. Hiện tại là em bỏ xe em đi hút thuốc lào đúng không? Và em có ra thì bây giờ em đang đợi. Em để xe cho em đi định đúng không? Em đang đợi người đúng rồi. Em đi hút thuốc lào với khác đúng không? Để xe dưới lòng đường đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vâng. Thì là em để xe là sai trái quy định. Dưới lòng đường là trái quy định. Đây là bên nào xử phạt ở chỗ. Điều vi phạm là điều gì ấy? Đỗ xe mô tô từ từ cho em tí và trên lòng đường đô thị trái quy định. Nhưng mà em thì em không hiểu luật cho nên em chưa biết quy định là gì. Quay cái gì đấy ạ? Quy định tại. À quy điểm định tại. Điểm điểm này là điểm gì anh? Điểm D. Điểm D. Điểm điểm D. Ừ. Khoản 2 điều 6. Khoản 2 điều 6 nghị định 100. Mức xử phạt từ 200 đến 300 nghìn đồng. Hồi 15 giờ tại gầm cầu vượt đường Bưởi. Mức xử phạt tiền chung là 250.000. Thế thì tức là từ 200 đến 300 này thì là em được phép được xử phạt từ 200 đến 300 thì 200 mà em cũng là mức vi phạm đúng không ạ? Thế còn cái mức 250 này thì là quy định nào ạ? Mức trung bình. À mức trung bình Nguyễn Anh Tuấn. Vâng. Chia đôi. À gọi là chia đôi, nếu mà mức là từ 200 đến 300 thì chia đôi thì là mức xử phạt của người vi phạm. À thế ạ. Vâng, ok. Được. Thế thì em ký vào đây nhá. Thì cái trường hợp này của em là phạt 200 là không được phạt mà phải phạt 250 đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. À vâng, ok anh. Có đúng không chú? Thì cháu không biết, cháu đang hỏi. Chú Lương Minh Tuấn không? Cháu đang hỏi chú ơi, chú cho hỏi. Em đọc văn bản chưa hiểu. Vâng. Giải thích tôi. Thế bây giờ chú là cấp cao nhất ở đây. Tôi không giải thích. À. Đây anh có người giải thích cho anh được. Chú Lương Minh Tuấn. 125176. Chú cho cháu hỏi. Chú là người đang ký biên bản phiếu cho cháu thì chú cho cháu hỏi. Ở cái điểm D điều 2 khoản 6 nghị định 100. Mức tiền phạt từ 200 đến 300. Thế chú cho cháu hỏi là trường hợp của xe cháu là phạt 200 hay phạt 250 hay là phạt 300 vì ở đây 250 mà này. Trung bình hết ạ. Trung bình 250. Thế cái trường hợp của xe cháu phạt 200 thì có ảnh hưởng gì đến cái 50.000 không ạ? Thì cháu không hiểu mà cháu đã chuẩn bị ký đấy rồi. Vâng. Mức độ 200 với 300. Vâng. Cộng và chia đôi, chia trung bình. À, chia trung bình. Vâng. Anh nói. Thì trung bình. Đúng rồi. Là 250.000. Ok anh, thế bây giờ ý em muốn hỏi là tại sao ở đây là có 200? 200 đến 300. Vâng, thì xe của em có bị phạt 200 có được không ạ? Tối đa không được. Đấy tối ra đây là mức trung bình phạt trong hai lỗi. Vâng. Thế nhưng mà ví dụ như trường hợp xe này của em ấy, thứ nhất là xe em đụng cũng khá là sát lề, thứ hai là xe em bị hỏng, thì ở đây em thấy ghi mức phạt từ 200 đến 300. Thế anh cho em hỏi là cái xe của em đấy, em cũng vẫn chấp nhận phạt. Thế anh cho em hỏi là cái mức phạt này của em là 200.000 không ạ? Em phạt anh bảo là chưa trung bình rồi. Đấy, không, chia trung bình thì em có biết là chia trung bình là như nào đâu anh? 200 cộng 300 là 500 chia đôi, được chưa? Chia trung bình ra. Thế còn cái 200 này là nó không có tác dụng gì đúng không anh? Thì em có biết đâu, em không biết luật thì em phải hỏi các anh bây giờ em làm nào. Em không biết thì em mới hỏi, thì vì ở đây ví dụ như anh ở đây là mức tiền phạt là 250.000 là em ghi luôn, là em ký luôn. Nhưng ở đây em thấy cái nghị định nhiều cái anh đã giải thích cho em rồi, đây là vâng. Mức chia trung bình. Đúng không? Chứ còn cái mức 200 ở đây là nó không liên quan gì đúng không? Cộng 300 nhau, cộng chia đôi. Được chưa? À. Là phạt xử mức trung bình. Vâng. Thế bình thường ví dụ như là 200 mà lên 700 thì là 900 là phải là 450 ạ? Đúng rồi. Anh như nào? Nhưng mà tại sao ở đây nó lại có cái mức tiền phạt là 200 ạ? Luật thì bây giờ cháu hỏi chú là cái trường hợp này của cháu có được xét đến cái trường hợp là phạt 200.000 không ạ? Thì vì cháu cũng không hiểu luật nên cháu phải hỏi. Đấy. Này nhá, anh nói em. Vâng. Vừa lấy lúc anh đến đây kiểm tra. Vâng. Xe của em là bọn anh có hình ảnh mà, bọn anh có hình ảnh. Rồi anh đang đây, vâng. Để bọn anh có hình ảnh mà. Ok, đây, xe em lấy là mình để đây. Đấy, ok. Thẳng xe luôn, vâng. Lấy bọn anh kiểm tra xe của em để vâng. Ghế lòng đường mà vâng. Em không có mặt tại vị trí ở vâng. Xe. Vâng, em đã đứng bên đây. Em đứng ở đây. Em đi bán hút thuốc lào. Đây. Nhá. Đây. Đó, mình có cầm cái điếu ở đó. Vâng.
em ra em trình bày em đã có anh yêu trình bày là xe của em ạ, em chạy xe ôm. Vâng, em có xuất trình đầy đủ, xuất trình giấy tờ đầy đủ. Vâng, có giấy tờ đúng không? Vâng ạ. Lỗi của em là vi phạm là để xe ở dưới lòng đường. Vâng, đúng không? Thì em đấy, và anh nói em chấp nhận đúng. Nhưng mà em vì em không hiểu luật cho nên em phải hỏi lại các anh là như nào cho đúng. Vừa lấy nếu mà em ra em bảo là xe của em bị hỏng, em đi bây giờ em vắt đi thì bọn anh cũng không xử lý em là cái việc gì cả. Thì em cũng bảo là xe của em hỏng, xe em không có chìa khóa đấy, xe em bị rơi rồi thì em có chìa khóa xe đâu. Đó, em mua chìa khóa nhà thôi. Ấy nên nó rất là khó anh ạ. Thế bây giờ thì bây giờ anh bảo em nộp phạt em đồng ý. Bây giờ đồng ý em đồng ý thì em vâng. Mập biên bản rồi thì em vâng. Ký vào. Ừ, nhưng mà anh cho em hỏi là cái mức 200 này gì? Vâng, cái mức phạt 200 đến 300 này có nghĩa là gì ạ? Phải như nào ạ? Xe của em đây. Trong trường hợp này của em là xe của em thì là sẽ bị phạt ở mức bao nhiêu? Tại vì ở đây là từ 200 tức là có thể sẽ được phạt 200. Phải không ạ? Tại vì đây em thì em không hiểu luật. Tăng giảm nhẹ, nếu bao giờ em được có cái xác nhận cái gì xin không như nào thì em có biết đâu, đây bây giờ em chỉ đọc biên bản thôi. Ở đây là của em là điểm D khoản 2 điều 6 nghị định 100. Mức tiền phạt của em sẽ phải chịu là từ 200 cho đến 300. Thì nhưng mà tại sao là có từ 200 mà lại em lại bị 250? Phạt chưa trung bình. Thế thì em anh cho em hỏi là thế ở cái nghị định này thì em trường hợp của em có bị phạt 200 được không ạ? 200 thì em phải có xin chấp nhận em trường hợp như nào đấy thì đấy em cũng nói thì em phải xin chấp nhận. Xin chấp nhận là ở đâu ạ? Tình tiết thì tâm lặng giảm nhẹ thì không em vâng không thì em có tình tiết gì đâu, em có nghèo giờ hay gì không đấy, em chỉ chạy xe ôm thôi, em không nghèo không biết gì cả. Thế thì à vâng, nhưng mà anh giải thích anh cho em thích cho em thì thôi từ từ nói nhiều đâu hỏi nhiều đâu tôi anh không hỏi thì vì bây giờ em là người bị nộp phạt mà em không hiểu luật thì bọn anh phạt em đi về phường cả... không anh ơi anh xử phạt tại chỗ rồi. Em ơi phạt chỉ để chỗ thì em không chấp hành đấy, từ nãy giờ em không chấp hành rồi đấy, em có chấp hành từ nãy giờ em nói như hỏi nhưng em đang hỏi là tại sao của em là có từ 200 đến 300 mà em lại phải phạt ở mức độ 250. Không anh ơi, em đang hỏi đây, nếu anh giải thích xong cái là em ký luôn. Dạ vâng. Ok, nhưng mà bây giờ anh xử phạt, đồng ý xử phạt tại chỗ, ok, có nộp phạt không? Em có. Nhưng em hỏi là vì tại sao cái mức phạt của em nhưng mà không thì bây giờ trước khi em ký thì em phải biết là tại sao là như nào nhỉ? Giải thích thì em có hiểu đây, bây giờ anh cho em hỏi. Anh đã giải thích cho em vừa xong rồi. Không hỏi đâu. 122606 anh chửi tiến sĩ vâng. Thế tức là như này là em không được hỏi nữa đúng không ạ? Thế thì anh đưa cho em xin cái bút để em ký và em nộp phạt cho anh cho xong đi để em còn phải đi làm, em kiếm cơm. Chú Lương Tân Minh 125176. Vâng. Đâu đây ạ? Vâng ok. Rồi. Thế là tức là điểm D điều 2 khoản 6 đâu ký đâu ạ? Rồi ok ký rõ tên rồi. Rồi của mình là cơ quan mình là nằm ở đâu anh ạ? Em hỏi rồi thì em quên đấy. 77 Lạc Long Quân. Vâng đây. Ok còn gì nữa ạ? 122166 anh chỉ để tiến sĩ không em có bảo gì đâu. Vâng em không hiểu luật em cứ phải hỏi thôi, nhưng mà em thấy anh trả lời nghe có vẻ nó không phù hợp lắm. Vâng căn bản em hiểu học ít đi em chả hiểu gì nên em phải hỏi lại cho nó chắc. Anh mình ghi thêm gì đấy ạ? Võ thì công bưởi, võ thì công à hai võ thì công dạ. Cái gì rồi em nộp phạt có phiếu không?